người thầm mong được đưa đón chân đèn nơi chưa dừng nên lần lần trốn chuyên người ta đưa đầu sông cuối sông bao nhiêu. Hôm nay có một vài cái tin rất vui cho anh em là cặp Jumbo 507 đã có hàng nhé. Hôm nay thì cặp 507 này thì về đẹp. Còn chiếc âm ly em ghép với nó thì là một chiếc âm ly khá là xấu. Thực sự là cũng không muốn ghép với chiếc âm ly này đâu bởi vì nó cỏ quá. Tuy nhiên thì một số anh em rất là thích Jumbo nhưng mà cứ lăn tăn là ghép âm ly nó ngân sách hơi quá. Thì hôm nay chứng minh điều đấy thì em sẽ ghép cho anh em lúc đầu là một chiếc âm ly rất là cỏ. 390SE. Lúc này thì em về có mấy chiếc, có cả chiếc màu bạc, có cả chiếc màu đen. Thì màu bạc thì em đánh giá thì là xấu. Đây, xấu như nào thì thôi, hình ảnh nó sẽ lột tả cho các bác hết. Hình ảnh nét 4D, 3D luôn, 4K luôn, để cho anh em nhìn. Nói chung cái này thì xử lý thì đơn giản. Những cái nắp sơn này xử lý đơn giản, sơn lại là nó đẹp. Đấy, rồi mấy cái góc góc này móc méo thì lắn lại. Nhưng mà nhìn chung là đánh giá là một cặp chiếc âm ly xấu. Tiêu chí của em thì kể hàng cỏ nó phải đẹp nhé. Đấy, ví dụ hàng cỏ đây, anh em nhìn những chiếc Chio này, tầm trên dưới 3 triệu, hơn 3 triệu một tí. Nhưng phải xuất sắc như này. Đấy, chiếc này đương nhiên là xấu thì sẽ có giá của xấu. 390SE. SE thì anh em biết nhé, 390 là một cái dòng âm ly của Đờ Nông mà khá là thành công. Nó thành công từ 390 trơn, không có gì 392 la mã. 393 la mã, 394 la mã, 390 AE, 390 SE, 390 RE, một số dòng nữa. Thì nó giống như 301 của Bo. Thì 301 trơn, 301 C2, C3, C4, C5. Đấy là những cái model thành công thì người ta vẫn giữ cái chữ đầu là 390. Sau đó người ta cải tiến đi. Thì có những cái mẫu ra sau cải tiến nhưng mà thành cải lùi. Nó không hay bằng cái đời trước. Ví dụ điển hình là RE nhé, dòng RE thì em đánh giá là tiếng rất là chán. Còn SE, AE mà 4 la mã thì xem nhau. Thì đây là chiếc SE. Jumbo thì thường hay đi với Đờ Nông. Cặp Jumbo hôm nay thì làm cặp loa 507. 507 thì tương đương với cả dòng 7.6, cách đây khoảng hơn chục hôm em có bán rồi. Đấy, thì nó sẽ có hai chung một tép. Đấy, và nó sẽ có một loa bát ở dưới nữa. Đó. Và ghép thì anh em cứ tầm Đờ Nông khoảng hơn 100W như em này là anh em chơi được rồi nhé. Trên thì đặc trưng của cái dòng này nó sẽ là nắp kính Jumbo mà. Jumbo những cái dòng 7.6 rồi 507, 570, 590 thì nó đều là nắp kính kiểu này. Thùng thì thiết kế kiểu thùng gọi là oval, cắt mặt trước cắt mặt sau để tạo cái thế để bắt loa, với cả tạo cái hữu ứng loa. Đây, anh em nhìn đằng sau đây. Đấy, về cơ bản thì nó không có khác gì cái dòng 7.6 chưa em bán cả. Cũng vẫn là đan mạch, cũng 200W, cũng 4 ohm và cũng đánh BOI. BOI là cái này, anh em bỏ cái cầu U này ra. Anh em đánh BOI, những cái dòng như Đờ Nông 1500R rồi những cái dòng 2000 anh em đánh BOI. Còn em thì thực sự là em gọi là nó vẽ ra BY thôi chứ còn thực sự là em không bao giờ đánh BY cả. Em thích đánh trực tiếp luôn. Đấy. Cấu hình này rất là đẹp nhá, tiếng tốt, anh em quan tâm thì liên hệ trực tiếp nha. Xin chân thành cảm ơn các bác.